Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý rác thải y tế cho F không điều trị tại nhà. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay mỗi nơi áp dụng hướng dẫn một kiểu riêng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tại một khu vực có nhiều nhà hẻm nằm san sát nhau, hầu hết gia đình có F không đều thực hiện tốt việc xử lý rác thải. Bác sĩ Nguyễn Thị Khánh Hòa, Phó trưởng trạm y tế phường 3, quận Phú Nhuận cho biết từ tháng 11 năm ngoái, việc hướng dẫn xử lý rác thải đã được y tế phường triển khai rộng rãi đến người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương có ý thức cao về phòng, chống lây nhiễm, cũng có nhiều nơi chưa thực sự nâng cao cảnh giác. Ông D, ngụ quận Bình Thạnh, chia sẻ rằng gần nhà ông có những gia đình từng cách ly điều trị COVID-19 tại nhà nhưng rác thải sinh hoạt vẫn được để chung với rác thải có nguy cơ lây nhiễm. Số lượng F0 tăng cao, gánh nặng lên cơ sở y tế địa phương ngày càng lớn. Tại trạm y tế phường Trương Dương, Hà Nội, các cán bộ y tế tại đây đều dương tính COVID-19, nhưng họ vẫn phải đảm bảo việc trực. Vì vậy, việc thu gom rác thải không thể dồn lên cơ sở y tế địa phương mà cần có sự phối hợp của các lực lượng khác nhau. Theo thống kê, hiện nước ta có trên 1,2 triệu ca F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà và con số này đang ngày càng tăng khi số ca mắc mới liên tục lập đỉnh. Việc xử lý rác thải y tế cho số F0 này vì vậy cũng gặp nhiều khó khăn.